Ông Lê Đình Trức, con cụ Lê Đình Kình, là một trong 29 người bị bắt giữ trong sự kiện ngày 9 tháng 1 ở xã Đồng Tâm, được công an thành phố Hà Nội thông báo là tình hình sức khỏe có tiến triển và không còn bị liệt nửa người như khi vào trại tạm giam nữa. Bà Hoàng Thị Hoa, vợ ông Trức, thuật lại buổi làm việc vào sáng ngày 2 tháng 6 năm 2020 như sau. Em đi gặp anh ở ngoài cơ quan cảnh sát điều tra Hà Nội thì anh ấy bảo nhà em là bây giờ chồng em là sức khỏe bình thường, hồi phục dần dần mà đi lại được rồi. Thì em bảo anh ấy là em cũng chẳng biết được, thì anh nói thật hay là nói dối. Thì anh bảo em là anh ấy nói dối để làm gì. Thì anh ấy đi lại được thì anh ấy bảo là đi lại được. Còn thì nhà em cũng đang lo là sức khỏe yếu thì xin viết đơn để xin gửi thuốc vào với lại điều trị. Xin đi bệnh viện để điều trị thì những người ta mách là chồng em bây giờ bình phục dần dần rồi, đi lại được, không liệt nửa người nữa. Phóng viên Đài Á Châu Tự Do gọi điện cho điều tra viên Đỗ Đình Thành, người đã mời bà Hoa lên làm việc vào sáng nay, thì người này báo bận và nói sẽ gọi lại sau. Tuy nhiên, hai cuộc gọi sau đó của phóng viên gọi cho ông Thành đều không có người nghe máy. Ông Lê Đình Trức, năm nay 40 tuổi, là con thứ hai của ông Lê Đình Kình. Ông Trức bị thương nặng trong vụ đột kích của công an Hà Nội vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm vào sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Một số thông tin khi đó nói cả ông Trức và cha Lê Đình Kình đều qua đời trong vụ việc. Tuy nhiên, sau đó báo chí nhà nước xác nhận chỉ có ông Lê Đình Kình bị cảnh sát cơ động bắn chết. Ông Lê Văn Hòa, luật sư bào chữa cho ông Lê Đình Trức, tối ngày 2 tháng 6 cũng thông tin về sức khỏe thân chủ của mình như sau. Và cái tình hình sức khỏe của anh Trức thì cũng như các thông tin trên mạng mà cũng nhiều nguồn người ta cũng đã nói, và bản thân tôi thì cũng đã chứng kiến thì là trong cái sự cố sáng ngày 9 tháng 1 2020 ấy, thì anh Trức anh có bị một vết thương mặt lõm ở trên đỉnh đầu ở phía bên phải. Trong lúc mà dự lên cung thì bản thân tôi cũng thấy rằng là anh ấy cũng thời điểm đó thì đi lại cũng rất là khó khăn. Thế và tôi cũng có hỏi về sức khỏe của anh ấy, thì anh ấy nói rằng là thời kỳ đầu ấy thì sức khỏe cũng rất là kém và liệt nửa người. Thế nhưng mà dần dần thì cũng đã có cái sự cải thiện rồi anh ạ. Mặc dù đến nay đã gần 5 tháng kể từ khi xảy ra vụ việc ở xã Đồng Tâm khiến ba cảnh sát cơ động và cụ Lê Đình Kình qua đời. Đồng thời, 29 người có liên quan bị bắt giam và khởi tố, nhưng những người thân của họ đều không được gặp mặt. Thậm chí, việc gửi quà vào cho thân nhân cũng bị làm khó. Bà Nguyễn Thị Duyên, vợ ông Lê Đình Uy, cho biết sự việc như sau. Thì mỗi lần đều gửi tiền và gửi quần áo vào. Nhưng mà khi yêu cầu là cấp cái sổ thăm nuôi cho gia đình em để gia đình em theo dõi, thì họ nói là cứ mua sổ đi nhưng mà không được cầm, không được giữ cái sổ đó. Đấy, thì nhà em cũng đã mua sổ cho ba người, đó là bố Lê Đình Công, anh Lê Đình Doanh và chồng là Lê Đình Huy đấy. Thì em đã mua đủ sổ cho ba người nhưng mà họ đã giữ cái sổ đó và không cho gia đình giữ. Và em hỏi là tại sao không cho gia đình giữ thì họ nói là trường hợp của Đồng Tâm là không có sổ đó. Theo bà Duyên, quà gửi vào thì không được gửi đồ ăn và chỉ được gửi đúng 2 bộ quần áo. Tiền thì được gửi tối đa 1,5 triệu cho một người trong một tháng. Thân nhân của ông Trức cũng xác nhận vụ việc và cho biết thêm, thân nhân của cả 29 người trong vụ việc đều bị đối xử như vậy. Theo điều 27, 28 của Nghị định 113 ban hành năm 2008 về quy chế trại giam, thì người đang bị tạm giam hay chấp hành án phạt tù đều được thân nhân thăm gặp mỗi tháng một lần và phải có sổ thăm gặp hoặc đơn xin thăm gặp khi đến thăm phạm nhân. Cũng theo đó, mỗi tháng phạm nhân được cho nhận một gói quà không quá 7 kg từ người nhà. Trong khi đó, nhà hoạt động Trịnh Bá Phương hôm ngày 1 tháng 6 năm 2020 cũng đưa lên trang cá nhân giấy mời của Ủy ban Kiểm tra huyện Mỹ Đức đề ngày 27 tháng 5 mời đảng viên Lê Thanh Doãn thuộc chi bộ thôn Hoành để tiến hành kỷ luật tổ chức đảng đối với ông cùng 6 đảng viên trong chi bộ. Chị Nguyễn Thị Duyên, cháu dâu của cụ Lê Đình Kình cho hay là có biết về vụ việc ông Doãn bị mời lên làm việc và được yêu cầu tự nhận lỗi và nhận hình thức kỷ luật.
nhưng những người này cho biết không có lỗi gì, mặc dù vậy họ vẫn bị khai trừ khỏi đảng. Một số trang web thân chính phủ như Hội Cờ Đỏ, VNnews.net, v.v. cũng dần thông tin nói cả 7 đảng viên thuộc tổ Đồng Thuận, trong đó có cụ Lê Đình Kình, đều bị hội nghị chi bộ đảng thông hành nhất trí khai trừ khỏi đảng vì vụ việc ngày 9 tháng 1 năm 2020. Phóng viên đã cho Tự Do gọi điện thoại cho số huyện ủy, huyện Mỹ Đức để kiểm chứng thông tin, nhưng không có người bắt máy.